Cũng trong chiều nay, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Xuân Thắng cùng lãnh đạo Ban Nội chính, Ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đến thăm và chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của lực lượng vũ trang thành phố trong năm qua, đặc biệt là giúp dân phòng chống thiên tai, dịch bệnh và mong các đồng chí tiếp tục phát huy bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, tăng cường quốc phòng an ninh, kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch xây dựng thành phố an bình, phát triển. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cảm ơn sự quan tâm, động viên của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, đồng thời hứa sẽ nỗ lực quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần làm tốt công tác đảm bảo an ninh quốc phòng, cũng như góp phần cùng thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong những năm đến.